dạy con theo phương pháp loài sói giúp trẻ tự giác ham học lớn lên dễ có sự nghiệp triển vọng con bạn hoàn toàn có thể trở nên xuất chúng nếu tuân thủ phương pháp loài sói và các phương pháp linh hoạt dưới đây định luật loài sói sói là động vật hiếu kỳ nhất thế giới chúng sẽ không coi mọi thứ là tự nhiên chúng sẽ có xu hướng đích thân trải nghiệm và nghiên cứu những gì chúng say mê những mê hoặc thần kỳ của giới tự nhiên luôn khiến chúng cảm thấy ngạc nhiên hứng thú Loài sói luôn có mối quan tâm đặc biệt đến thế giới xung quanh, bởi vậy chúng có thể dễ dàng tìm kiếm thức ăn ở môi trường xung quanh. Chúng hiểu được những mối nguy hiểm luôn rình rập, từ đó học được cách sinh tồn. Vì vậy, nếu cha mẹ muốn bồi dưỡng cho trẻ năng lực học tập siêu việt, nhất định phải bồi dưỡng sự hiếu kỳ và tinh thần học hỏi của trẻ. Hãy tạo môi trường cho trẻ khám phá và quan sát thế giới cũng như cuộc sống xung quanh. Những đứa trẻ như vậy trong tương lai sẽ có sự nghiệp tươi sáng, triển vọng, bởi từ nhỏ chúng được bồi dưỡng khả năng sáng tạo từ đó luôn có nguồn cảm hứng bất tận trong học tập, công việc và cuộc sống. Nguyên tắc bể cạn, cá vàng nhiệt đới nuôi trong bể cá, dài ba tấc, bất kể là nuôi trong thời gian bao lâu, con cá vàng này cũng không bao giờ lớn được. Tuy nhiên, khi đặt cá vàng vào trong bể bơi, trong thời gian 2 tháng, chúng đã có thể dài thêm một tấc. Đối với giáo dục trẻ nhỏ cũng như vậy, sự trưởng thành của con trẻ cũng cần có không gian tự do. Sự che chở, đùm bọc quá mức của cha mẹ cũng giống như cái bể cạn, con cái sẽ không bao giờ trưởng thành và phát triển độc lập muốn trẻ lớn lên khỏe mạnh vững bước trên đôi chân của mình cha mẹ nhất định phải đem lại cho con cái không gian tự do tránh để chúng chìm trong bể cá mà cha mẹ chúng cung cấp thuận theo sự phát triển tiến bộ của xã hội cha mẹ nên kiềm chế những suy nghĩ và sự bốc đồng của bản thân hãy để cho trẻ có không gian thích hợp để tự do phát triển trưởng thành và tự lập trên chính đôi chân của chúng hiệu ứng dâu rừng thôn giáo sư nhà tâm lý học nổi tiếng người mỹ là dâu dừng thôn đã từng làm một cuộc thí nghiệm như sau ông chia ngẫu nhiên một nhóm chuột bạch thành hai nhóm nhóm a và nhóm b và nói với người chăm sóc nhóm a rằng những con chuột trong nhóm a này rất thông minh đồng thời ông cũng nói với người chăm sóc nhóm b rằng những con chuột trong nhóm này có trí thông minh trung bình vài tháng sau ông đã tiến hành thử nghiệm đối với hai nhóm chuột qua một mê cung và phát hiện ra rằng những con chuột ở nhóm A thực sự thông minh hơn, những con chuột ở nhóm B chúng có thể ra khỏi mê cung và tìm thức ăn trước. Vì vậy, thông qua thí nghiệm này, giáo sư dâu rừng thôn đã thực sự được truyền cảm hứng, ông tự hỏi liệu hiệu ứng này cũng có thể xảy ra với con người. Sau đó, ông đến một trường trung học cơ sở bình thường, dạo quanh lớp một vòng, rồi khoanh tròn vài cái tên trong danh sách học sinh và nói với giáo viên của chúng rằng những học sinh này có chỉ số IQ cao và rất thông minh. Sau một thời gian, ông đến thăm ngôi trường cấp 2 này và một kỳ tích đã xảy ra, những học sinh mà ông lựa chọn giờ đã thực sự là những người giỏi nhất lớp. Tại sao lại xuất hiện hiện tượng này? Khi đối diện với những vấn đề trong cuộc sống, có người dùng thái độ tích cực và niềm tin chan chứa, có người lại suy nghĩ tiêu cực và chấp nhận thất bại. Trong cuộc sống, cha mẹ là người trẻ yêu thương nhất, là người mà trẻ tin tưởng và dựa vào nhiều nhất. Đồng thời, cha mẹ cũng là người gần gũi nhất với trẻ, có thể tạo cho trẻ tín hiệu tâm lý nếu trẻ liên tục tiếp thụ tâm lý tiêu cực thiếu niềm tin trong một thời gian dài như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm lý sự tự tin và năng lực bứt phá trong cuộc sống ngược lại nếu người mẹ luôn đặt kỳ vọng niềm tin và luôn khẳng định tài năng của trẻ thông qua ánh mắt chiều mến đầy sự tin tưởng nụ cười tràn chứa sự tán dương cùng với những lời động viên khích lệ chân thành những điều này sẽ giúp trẻ ngày một trở nên tự tin mạnh mẽ có động lực để hoàn thiện bản thân hơn hiệu ứng gió nam gió bắc và gió nam cùng chơi cá cược xem năng lực của ai mạnh hơn họ đưa ra quyết định nếu ai khiến cho ác khoác của người đi đường cởi ra trước thì người đó sẽ là người mạnh hơn dù gió bắc càng thổi dữ dội và mãnh liệt người đi đường lại càng siết chặt áo khoác vào người hơn vì lạnh còn gió nam nhẹ nhàng hơn người đi đường lại tự động cởi áo khoác ra vì đôi khi quá nóng hiệu ứng gió nam gửi gắm thông điệp ý nghĩa rằng lòng bao dung mang năng lượng to lớn và hiệu quả hơn rất nhiều so với sự mãnh liệt trừng phạt hay trách mắng cảm xúc ôn hòa của người mẹ sự giáo dục lý trí của người cha sẽ tạo nên một tính cách tuyệt vời cho con giáo dục con trẻ cũng như vậy cha mẹ càng phê bình chỉ trích cưỡng ép và kiềm chế con cái sớm muộn bạn sẽ nhận ra chúng càng ngày càng không nghe lời bạn thậm chí không muốn tiếp xúc với bạn làm người không ai hoàn hảo mỗi đứa trẻ đều có thể mắc sai lầm cha mẹ nên học cách dùng nhẫn đối với những khuyết điểm của con cái khi đối mặt với khuyết điểm của con nhất định cần phải giải quyết một cách khách quan lý trí và khoa học bên cạnh đó cha mẹ cần học cách tu dưỡng bản thân mình như vậy con trẻ sẽ nhìn vào tấm gương đó để học theo